Rồi, chào anh chị và bạn trở lại với channel Hồng Xe ơi. Hôm nay em vẫn quay nốt cái Mazda 3. Đây là bản 1.5 Luxury nhé. Cụ thể thì dòng này bên em còn khoảng một vài xe nữa cho anh chị chạy thuế nốt. Đây vẫn là xe lắp ráp trong nước thì mình vẫn được giảm 50% phí cho bạn. Thời điểm này thì bên em bán cũng khá là tốt cái phiên bản 1.5 Luxury này. Và nó cũng chỉ còn một số màu thôi. Cụ thể thì Mazda 3 bày bán là 3 phiên bản. Deluxe 579, Luxury 619 và bản Premium là 729 triệu. Sơ qua nhanh thì cái lăn bánh ở Bắc Ninh hiện nay các bác cộng dương khoảng tầm 40 đến 45 triệu. Ví dụ như là bản Deluxe thì ra biển đâu đó khoảng 601. Bản Luxury thì sẽ ra biển vào khoảng tầm 650 và bản Premium sẽ tầm 760 nhé. Đây là bản Luxury. Thì bản Luxury nó sẽ thua bản Premium về cái tính năng an toàn, ví dụ là Adaptive Cruise Control này, lệch làn đường này, hỗ trợ giữ làn này. Đấy, còn bản Deluxe thì sẽ thua cái bản Luxury này một số cái như là ghế da thì là sẽ là ghế nỉ đúng không ạ, ghế chỉnh điện các thứ. Cái mức lệch nó không quá nhiều đâu. Trên bản Luxury này thì cũng được trang bị táp lô da rồi này, phanh tay điện tử auto hold đúng không ạ, cruise control các thứ là mình có đầy đủ rồi. Thời điểm này thì giá khá là đẹp, tầm hạng C. Một số đầu xe khác thì cái mức giá sẽ cao hơn một chút, đối thủ là Civic hoặc là Elantra. Thế anh chị có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp qua bên em nhé. Chính sách bán hàng tháng này thì đang được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và sơn phủ gầm cho xe. Ngoài ra thì cũng có một số quà tặng phụ kiện từ đại lý. Thì anh chị có nhu cầu thì alo trực tiếp qua bên em để update giá nhé. Còn khoảng 10 ngày để mình chạy thuế thôi. Sang năm mới thì cái date mới rồi, không biết cái khuyến mại sẽ như nào thì em update luôn. Tầm này thì hỗ trợ trả góp nó cũng rẻ, đâu đó khoảng 7-8% trong một năm đầu. Đấy thì em quay nhanh cái màu xanh như này. Mình có nhu cầu thì alo trực tiếp qua bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.